Piano điện được xem là ưu tiên lựa chọn hàng đầu khi tập chơi piano, và một trong những dòng sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng và uy tín chính là Kurtzman. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, Kurtzman còn đáp ứng rất tốt về nhu cầu sử dụng của từng nhóm khách hàng. Tất cả đều có thể tìm thấy mẫu đàn phù hợp với trình độ. Hôm nay hãy cùng mình điểm qua danh sách 3 model piano điện Kurtzman được khách hàng yêu thích tại Minh Phụng Music nhé. Đầu tiên là B215 sẽ mang đến cho bạn một không gian âm nhạc sống động, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 màu sắc đầy ấn tượng. Chiếc Casio 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Đặc biệt là khả năng kết nối Bluetooth MIDI và cả audio vượt trội so với nhiều model piano di động khác. Hãy đến với Kurtzman KS1 Bluetooth, dòng đàn phổ thông dành cho người mới tập chơi piano, 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Nova trộm tiếng, Expo tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function với dữ liệu đa dạng, âm thanh hay, kết nối được cả Bluetooth MIDI. Cuối cùng sẽ là model B230, dòng đàn hướng đến những người chơi chuyên nghiệp nâng cao kỹ năng piano. Đàn có đến 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn với hệ thống loa dạng dãy băng, nhiều lớp đem đến âm thanh sắc nét cùng 192 polyphony, 30 tiếng nhạc cụ, thư viện âm nhạc khổng lồ lên đến 100 bài nhiều thể loại. Bên cạnh đó còn tích hợp tính năng Bluetooth MIDI đầy hiện đại. Minh Phụng Music kết nối đam mê, mang cả thế giới âm nhạc sống động đến với bạn chỉ với một click. Trên fanpage, YouTube, website, âm thanh tuyệt vời từ những loại nhạc cụ hàng đầu sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.